bài toán cho hình vẽ. Câu A, chứng minh đường thẳng A song song với đường thẳng B. Câu B, cho góc C1 bằng 50 độ, tính số đo góc D1 và góc D2. Chúng ta cùng đi vào giải quyết bài toán. Câu A, đề yêu cầu chúng ta chứng minh đường thẳng A và đường thẳng B song song với nhau. Quan sát hình vẽ, chúng ta thấy đường thẳng A và đường thẳng B cùng vuông góc với đường thẳng AB. Từ đây chúng ta suy ra đường thẳng A và đường thẳng B song song với nhau. Câu B, đề cho góc C1 bằng 50 độ, yêu cầu chúng ta tính góc D1 và góc D2. Ở câu này chúng ta tính góc D1 và góc D2, góc nào trước cũng được. Quan sát hình vẽ, chúng ta thấy góc D2 và góc C1 là hai góc so ra trong, tạo bởi đường thẳng A, đường thẳng B và đường thẳng CD, mà hai đường thẳng A và B song song với nhau. Cho nên chúng ta suy ra góc D2 bằng với góc C1 vì chúng là hai góc so ra trong. Từ đây chúng ta suy ra số đo của góc D2 bằng 50 độ. Có được số đo của góc D2, chúng ta có thể tính được số đo của góc D1 một cách dễ dàng. Vì hai góc này là hai góc kề bù cho nên tổng số đo của chúng bằng 180 độ. Thay số vào chúng ta được góc D1 cộng với 50 độ bằng 180 độ. Từ đây chúng ta suy ra được số đo của góc D1 bằng 130 độ.